Ơ, Thùy Giang. Ơ, Thùy Hồng An. Em làm cái trò gì đây? Em đang ăn mì, mì ngon quá chị ạ. Sao em không chờ chị về ăn cùng mà em ăn trước như thế? Mà em lại còn mở cả hai hộp hay sao ấy? Em muốn lưu ra thế nào? Dạ. Mẹ cho chị 100, chị mua hai hộp này hết 90.000 rồi đấy. Thùy Giang mở cả hai hộp mà không đợi con, em mới ăn cả hai hộp luôn. Ồ, Thùy Giang lại ăn tham thế á? Mẹ cho mình tiền để hai chị mình ăn trưa này. Hôm nay mình thèm mì quá. Mình mua bò phô mai này, mì gà phô mai. Quá ngon. Mà sao Thùy Giang giờ này vẫn chưa về nhỉ? Đâu chứ. Thôi mình đợi em ấy một tí, không tí nữa em ấy về rồi mình ăn cùng em ấy luôn. Chứ ăn một mình chán lắm. Đang gọi mình làm gì nhỉ? Alo? Cậu gọi tớ có việc gì ấy? Ồ, thế tại sao lúc ấy cậu không chạy sang nhà tớ gọi luôn? Cậu gọi điện thoại làm gì? Tốn tiền ra. Ồ, có việc gì ạ? Ồ, mà tớ đang chờ Thùy Giang về để ăn mì. Tớ sợ lúc em ấy về em không biết. Ồ, thì thôi được rồi. Tớ sang một tí, xong thì lúc ấy cũng được. Thôi, mình mang điện thoại theo. Biết đâu có ai gọi sao. Ơ, giờ này Trường Anh vẫn chưa về nhỉ? Mà cặp chị Trường Anh để đây mà. Thế suy luận của mình, nếu mà cặp chị Trường Anh để đây thì chắc chắn chị sẽ về rồi. Mà nếu chị về rồi thì giờ này chị phải ở nhà chứ, chị đi đâu được nhỉ? Hay là chị đang trong nhà vệ sinh nhỉ? Mình gọi thử. Trường Anh ơi! Trường Anh ơi! Lại không có trong nhà vệ sinh. Hay là chị sang nhà chị nào chơi rồi? Ơ, có cái gì trên bàn này? Wow, cái gì đây? Ôi, hình như là mì. Wow, vẫn còn nóng luôn. Hay là chị ông anh mua cho mình rồi chị để đi có việc nhỉ? Chị mua hẳn hai hộp rồi. Wow. Mở thử ra xem. Wow, nhìn này có gì đây? Ui, hình như là thịt bò. Cả phô mai. Bên này cũng có phô mai này. Biết là cái gì? Để mình xem. Wow. Ui, hình như đây là tteokbokki này. Wow. Ui, phô mai với cả cà rốt. Ui, nhiều quá. Thơm ơi là thơm luôn. Bên này là gì đây? Hình như là thịt gà. Để mình ăn thử xem. Không biết ăn thế này về chị Mai còn nói không nhỉ? Nhưng mà chắc không sao đâu. Đúng không? Ăn thịt gà này ngon quá. Ngon quá. Một đũa thôi cũng đã thấy ngon rồi. Mình thử bên này. Mình sẽ thử thịt bò xem. Không biết chị Mai mua ở đâu mà ngon thế. Trộn lên ăn sao nó đều. Nhìn màu đỏ thế này mà không cay nhiều đâu. Trộn luôn cả hai cái đi. Rồi. Lúc nãy ăn bên này trước thì bây giờ mình sẽ ăn bên này. Ừ.
ngon mà nóng quá nên mình chỉ ăn được ít 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 thôi. Ơ, chị Giang. Ơ, chị Đồng Em. Em làm cái trò gì đây? Em đang ăn mì, mì ngon quá chị ạ. Sao em không chờ chị về ăn cùng mà em ăn trước như thế? Mà em lại còn mở cả hai hộp hay sao ấy? Em muốn đưa ra thế nào? Đây à? Mẹ cho chị 100, chị mua hai hộp này hết 90.000 rồi đấy. Em ăn cả hai hộp thế này rồi thì lấy gì chị ăn? Ôi, chị mua tận hai hộp này 90.000 cơ á? Sao đắt thế chị? Thì mì ngon chả đắt chứ. Em ăn cả hai hộp rồi, chị ăn hộp nào? Mỗi hộp em mới thử một tí thôi. Bây giờ chị thích ăn hộp nào em cho chị hộp đấy. Còn đâu em ăn hộp kia. Em mới thử một tí, nếu mà chị không về sớm hơn chắc em thử hết cả hộp rồi ấy. Chị nghĩ gì thế? Bụng em bé lắm, làm sao ăn hết được hai hộp này. Mà nếu mà em có ăn hết thì em vẫn để lại cho chị một nửa, để chị có thể ăn hai vị luôn. Thôi em đừng nói nhiều nữa. Em mở cả hai hộp, bây giờ nó nguội hết cả rồi. Thế bây giờ hộp nào hộp gà, hộp nào hộp bò đây? Hôm nay hộp bò, hộp này hộp gà. Em còn chả đợi chị gì cả. Em có đợi chị nhá. Mà em gọi chị rồi ấy, em chẳng thấy chị đâu. Mà thôi chị đừng giận nữa, tại em đói quá thôi mà. Chị ơi, từ đấy nhá, chị chờ em lâu là lâu. Thế mà em đi về em ăn luôn, không chờ chị gì cả. Em bảo bụng em bé nhá, mà nếu mà chị không về kịp chắc cũng chả có một phần ấy. Thôi chị đừng nói nữa, chị đừng giận em nữa. Chị ăn đi, vẫn còn nóng mà. Cái nào chị mua cũng ngon hết ấy. Tất nhiên có phô mai. Chị chọn chỗ mua thì ngon chứ. Lúc trước chị toàn đi ăn với bạn chị ở quán này. Ơi, chị toàn đi ăn với bạn chị mà chị chưa bao giờ rủ em ấy. Em toàn đi học, chị rủ lúc nào? Thứ ba chủ nhật em có đi học đâu. Thế à, nhưng mà chị toàn thấy em ngủ nướng. Tại chị không gọi em thôi. Thế hôm nay chị nhớ rủ em đi nhá, chỉ hai chị em mình đi thôi. Hôm đấy em nhớ dậy sớm nhá. Vâng. Trời ơi, đang đói này, ăn ngon quá. Đúng rồi đấy chị. Cái này nhiều chị. Mà chị ơi, có khi mình chẳng cần dậy sớm đâu. Mình đi ăn buổi trưa hoặc buổi chiều cũng được. Nhưng mà chị sợ lúc ấy chị phải đi học. Thứ bảy chủ nhật chị vẫn phải đi học á. Này, em ăn tấm một kia không? Có. Cho một cái. Của em không có tteokbokki mà em có gà. Chị có ăn gà không? Em cho chị này. Ok. Gà của em ngon lắm. Em ăn cà rốt rồi. Chị có cà rốt. Thôi em không ăn cà rốt đâu. Và sao chị không cho em ăn miếng thịt bò? Đợi chị tí, chị còn chưa tìm được. Tteokbokki này dẻo chị. Đây, ui ui. Đây, cho gì làm. Yeah, chị ăn thật là tốt bụng. Ôi, còn này không mai không? Thôi ạ, chị cầm đi, tại vì nó không dụng xuống đâu. Ôi, cà rốt. Em ăn mì này với thịt bò xem. Chị ăn thử với gà. Cả hai này chua đều giống nhau chị nhỉ? Không bị chua cả. Nhưng chị thích cay cay một tí. Nhưng mà cái này là sốt cà chua nên là không cay được. Đúng rồi. Mà chị ơi, sao quả này không có đồ uống à chị? Có mà, nhưng mà mẹ cho mỗi 100 thôi, mua hết 90.000 rồi. Còn 10.000 mua gì? Mấy cả uống nước lọc cũng được mà, ăn này no rồi. Đúng rồi chị. Thế là sao chị mua cái gì rẻ rẻ để mua nước uống thử nhá chị. Là sao ra quán này xem có gì ngon ngon rẻ rẻ không? Hai đứa ăn gì đấy? Một con ăn mì. Mẹ ơi, mà con tưởng hôm nay mẹ không về. Mẹ về nghỉ một tí chứ mẹ đã đi luôn mà. Thế à? Hai đứa ăn gì mà ngon thế? Mì ý ạ. Mẹ ăn. Thôi mẹ không ăn đâu. Mẹ ăn rồi à? Mẹ ăn rồi. Nhìn ngon nhỉ? Ngon à? Hết 90.000 đấy mẹ. Hết 90.000 cơ á? Vâng ạ. Hai đứa sang chảnh thế. Dạ, tại vì Thùy Giang thèm mì, con cũng thèm mì. Nên là con mua. Nghĩa là con chỉ mua thức ăn thôi, con không mua đồ uống. Đúng rồi mẹ. Nếu mà biết Thùy Giang cả Hồng Anh mà thích ăn mì này thì mẹ cho thêm mà mua trà sữa. Thôi, bọn con ăn này là được rồi. Nghĩa là bọn con phải tiết kiệm chứ. Đúng rồi. Cái này 90.000 rồi mà.
Ờ thôi được rồi. Mà hai đứa lần sau mà thích ăn gì đấy thì bảo mẹ, mẹ cho thêm tiền mà mua. Vâng. Yeah. À mẹ ơi, hôm nay con đi về nhá. Con mua mì xong con đợi em Thủy Giang một lúc lâu, mãi chả thấy em mới về. Xong hôm sau bạn Lan gọi con sang nhà bạn đi có việc. Xong hôm sau con đi có việc về thì con thấy em Thủy Giang mở cả hai hộp mà không đợi con, em mới ăn cả hai hộp luôn. Ô, Thủy Giang lại ăn tham thế á? Không chị, chị ông anh chị ông anh phần còn đợi con mới về mới ăn mà con lại về trước lại ăn trước chị Hồng Anh. Con mở hai hộp. Tại con nghĩ chị Hồng Anh mua cả hai hộp cho con. Ơ? Với cả con gọi chị Hồng Anh chị có nghe đâu. Làm gì có chuyện chị mua hai hộp cả ăn Thủy Giang ăn cả hai hộp luôn. Con tưởng chị đi có việc để cho con ăn chiều luôn. Thôi. Lần sau ấy chỉ ăn một hộp thôi. Cả mỗi hộp con chỉ ăn một miếng thôi mà. Mà bụng thì bé, chưa gì ăn đã sợ đói rồi. Đấy là chị Hồng Anh còn lành đấy. Chị Hồng Anh mà đánh cho thì lúc đấy mẹ lại khóc nhè. Mẹ ơi, chị Hồng Anh đánh con. Mẹ này, con có con bé đâu mà con làm thế. Thật mà. Chẳng qua chị cứ đánh em thôi. Chị lấy thịt đánh người ấy. Nướng còn gì? Mì hàng này ngon đúng không? Vâng. Nhìn trông hấp dẫn. Đang nhiều nữa. Mẹ ăn thử một miếng. Ôi mẹ ngon lắm. Hai đứa ăn đi. Chị Oanh có uống nước không để em lấy cho? Ừ. Ôi, đấy, tốt. Thì ra ngoài thế. Sao mà không chịu là vừa có lỗi sao?